rap lưu văn, rap phong cách nghệ thuật cách tay trả lời văn thầy Nhật. Rap lưu văn phú đầu trong những nhà soạn kịch tài năng nhất của văn học nghệ thuật Việt Nam hiện tại là nghệ sĩ đa tài làm thơ vẽ tranh viết truyện viết điêu luyện nhưng thành công nhất là kịch các tác phẩm chính lời nói dối cuối cùng nàng xì ta tội phạt chúng ta hồ trường ba giảm thị kim lân lão về một trên ngăn vững vàng ông và ông đã viết về cuộc sống và tỏ người đồng thôn bằng tình cảm tâm hồn của một người phụ là con đẻ của đồng ruộng vì vậy không nhiều những giai đoạn nào kim lân cũng có những tác phẩm hay quyền tuần một trong ông tác giả của văn học Việt Nam hiện đã sở trường về tùy bút và ký tác phẩm của ông luôn thể hiện nét độc đáo tài hoa sự hiểu biết phong phú nhiều lĩnh vực và vô ngôn ngữ giàu có điêu luyện quyết tâm viết văn với phong cách tài hoa rim ba phần xem là bậc thầy trong việc sử dụng tiếng Việt.